Năm 1950, tôi đang làm trưởng đoàn văn công. Trong kỳ nghỉ phép, một người bạn thân rủ tôi về nhà anh ấy chơi tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhà anh bạn có hai người con gái, chị 22, em 16, mà tôi hồi đó 26 tuổi. Hình như ý muốn của anh bạn là để tôi kết cô chị cho thành anh em. Tôi gặp cô này và đôi lần trò chuyện, nhưng chẳng thấy có cảm xúc gì. Một hôm đang nói chuyện với cô ta, thì cô em đến tì cầm vào thành ghế chị ngồi và nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt đen tròn lay láy. Ôi, đôi mắt kỳ diệu hút hồn tôi. Thấy tôi bỗng nhiên đờ đẫn, cô chị quay lại và đứng dậy bỏ đi. Cô em sợ quá cũng đi luôn. Sau đó tôi bị gia đình này cấm liên lạc với cô em vì cô còn ít tuổi so với tôi. Nhưng nhớ quá, tôi tới liều. Gia đình không cho vào nhà mà để tôi ngồi tại một góc sân. Ngồi mãi, bất chợt thấy Hằng, tên cô em, xuất hiện với mái tóc xõa ngang vai. Cô ấy vừa mới gội đầu ra ngồi hâm tóc ngoài thềm, cách tôi cái sân rộng. Cô ôm chiếc guitar, xoay lưng lại phía tôi và bắt đầu gảy đàn. Cô hát khe khẽ những gì tôi không rõ, cho nên tôi ghi nhận hình ảnh đó. Tôi ra về, mang nặng trong lòng sự tan vỡ. Về đến đơn vị, đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, tôi thắp ngọn đèn dầu, ngồi trong tấm cót cuộn tròn, viết dư âm. Viết cho chính mình những điều không thể nói cùng ai, viết một mạch không sửa chữ nào. Bản nhạc hoàn tất khi trời hừng sáng. Đêm qua mơ giăng em đang hồn nhàng chiều muôn tiếng thơ, không gian trầm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ ru trăng vờn làn thơ, yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Yêu anh tiếng hát em như lời nguyện đẹp bao ước mơ, anh như lầu hăng em như ánh trăng theo muôn ý thơ, muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Yeah.